Và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với gọi là channel của mình và mình current day. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video video của mình. Yes, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và nút subscribe. Và các bạn đừng quên lấy vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Và như thường lệ là nếu mà bạn nào mà chưa ấn vào nút đăng ký thì các bạn đừng quên gọi là đăng ký thật là mạnh để có thể giúp mình lên 1 triệu subscriber. Và phía bên phải cũng như là bên trái và giữa màn hình đó chính là Facebook cá nhân cũng như là Instagram của mình. Nếu mà bạn nào mà chưa theo dõi những trang mạng xã hội này thì các bạn đừng quên theo dõi để có thể gọi là cập nhật những thông tin mới tụi mình nha. Phong đang làm cái gì? Bế cam gì ta? Cái gì Phong? Bế dục á. À ok các bạn ơi, Phong đang gọi là tập thể dục với lại bế cam. Sao mình thấy gọi là giống hành hạ hơn là tập thể dục á nha. Đúng rồi, ngược lại. Ok, bye bye Phong nha. Bye bye Phong nha. Bye bye Phong nha. Ok, các bạn ơi, thì nếu mà bạn nào mà thắc mắc là tại sao giọng của mình hôm nay nó không có được gọi là sôi nổi như mọi ngày á, thì cái lý do chính là bởi vì bây giờ đang gọi là 2:30 khuya rồi và mình vẫn đang gọi là quay video cho các bạn xem á, cho nên là giọng của mình sẽ không có được sôi động như gọi là buổi trưa. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại đến với gọi là một video bắt cua nói từ các bạn à. Hôm bữa là mình có quay với lại Simmy thì các bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều, cho nên là hôm nay mình đã gọi là rủ một cái nhân vật cùng nhà, cùng dòng họ, cùng máu mủ với Simmy, đó chính là Sammy. Đó, hôm nay mình đã rủ Sammy gọi là vô đây để nói từ với mình. Sammy đã gọi là chuẩn bị cho cái trò chơi nói từ chưa? Sẵn sàng. Có bánh tráng ăn luôn. Trời ơi, đòi lắm mọi người, 2 giờ đêm mà nó thật sự đây, 2 giờ đêm rồi. Mọi người ơi, 2 giờ đêm rồi nè, chờ tôi focus cho mọi người xem nè, tôi không thấy được thôi. Này là 2 giờ khuya thật luôn nha các bạn. Đây là 2 giờ khuya thật luôn. Đó, các bạn có thể thấy là khung cảnh của mình như kiểu đang trời tối luôn á, trời tối thui quá trời là mình phải bỏ đèn một đống luôn nè. Hôm bữa thì mình chơi với lại là Simmy chơi nói từ thì chơi thua khá là nhiều, nhưng mà hôm nay mình chơi với Sammy là không biết sẽ gọi là ra sao đây, nhưng mà hy vọng là mình nghĩ chắc Sammy núp lắm các bạn ơi, cho nên sẽ không thắng. Được, thằng ơi, mình không chơi được nói từ hồi yếu lắm luôn á, thật sự. À, nhưng mà Sam biết nói từ là gì không? Biết, trời ơi, chơi hoài thua hoài luôn á. À ok, Sam biết gọi là luật chơi của nói từ rồi. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ không dài dòng nữa, chúng ta hãy đến với gọi là nói từ ngôi thế nào. Let's go. Ok, bây giờ chúng ta hãy đến với gọi là trò chơi nói từ nào. Nhưng mà bây giờ em là con trai cho nên là em sẽ gọi là lady first cho Sammy gọi là ra từ trước đó. Nhưng mà luật chơi của chúng ta đó chính là khi mà ra cái từ trước thì chúng ta sẽ phải gọi là ra cái từ đó nó dễ xíu. Ừ, rồi, trước đúng không? Yeah. Đi học. Học bài. Này. Bài thi. Mình có một cái từ này nó khá là đam to nè các bạn. Thi cử. Biết mà, tôi biết luôn á. Đồ ghê, biết luôn. Cử hả? Dĩa. Yeah. Là gì? Cử hỏi cử đúng không ta? Đúng. Hay rồi, cử hỏi. Rồi, cử hỏi cử. Cử. Chết đó, rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Mình tôi đúng không? Mình vừa vô là mình đã thấy mình hưng phấn lắm rồi các bạn. Mình thấy là mình sắp win rồi đó. Cử hả? Cử. Mình sẽ bắt đầu đếm nha. 10. Cử. 8. 7. 6. Thật luôn á, chơi yếu lắm. Được, chịu thua. 4. Ok các bạn ơi, Sammy đã chịu thua rồi. Trời ơi, mình nói thiệt với các bạn nha. Mình đang phải gọi là vừa bắt cua và vừa nói từ. Thì kiểu giống như là mình không có thể nào mà tập trung được hai việc một thứ ấy, hai việc một lần, cho nên là mình đang rất là rối luôn. Mà giờ Sammy vừa ăn vừa nói từ cũng không xong. Trời ơi, khổ lắm chứ, các em biết là nè. Bây giờ trong bịch hũ tráng này nha, bánh tráng có hũ có cái sợi nó dài, sợi thì ngắn, sợi thì to. Mà mình phải lấy ra sợi nó ngắn ngắn, ăn cho nó khỏe không, đỡ mắc họng phải không? Đó, khó khăn lắm phải không? Hợp lý. Ok ok, thế thì trận đầu tiên mình đã thắng Sammy rồi, bây giờ chúng ta đến với round 2. Ok các bạn ơi, vì lúc nãy á mình là người thắng ấy, cho nên là bây giờ trận này mình sẽ gọi là người ra từ đầu tiên nha. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là ra một cái từ mới, đó chính là dễ dễ thôi, đó chính là quả cam. Cam hả? Cam vắt. Cam vắt à? Vắt 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 chanh. Đấy. Chanh chua. Chanh chua. Chua ngọt. Ngọt. Ngọt bùi. Bùi.
Bùi bùi ui hả? Bờ ui. Bờ u o bùi hay là bùi hay là bùi? À, không không tưởng tượng cái thiệt. Quậy dễ sợ luôn á. Thôi, từ đó nó hơi khó đúng không? Bây giờ đổi nè. Bùi à, ngọt đúng không? À. Đổi từ khác cho nó dễ đúng không? Mặt Sammy đang nhìn lên trời để nghĩ các bạn à. Đang suy nghĩ mà không biết sao, mỗi lần mà mình suy nghĩ mình suy nghĩ lên trời chứ chả bây giờ nhìn dưới đất cả khó lắm. Ngọt ngọt. Ê, từ ngọt nó cũng khó ra, cũng khó cũng cũng không ngọt hả? Chết rồi bây giờ. Ngọt nhiều ngọt... mà ta, ngọt nhiều mà. Ngọt hả? Ngọt quá hả? Nó phải từ không hay là đó là được không? Ngọt quá nó là từ cảm thán rồi, có cái ngọt hả? Chúng ta chỉ chết chơi rồi. Mà gọi là danh từ, động từ và tính từ thôi. Đấy. Ngọt hả? Chết rồi. Ai không biết luôn á. Trời sao mình yếu vậy ta? Có phải là mình phải người Việt Nam không ta? Mình không biết gì đâu. Sau cái buổi này, sau cái buổi này là chúng ta cần phải gọi là những con người Việt Nam cần phải gọi là học lại tiếng Việt nhiều các bạn à. Đúng rồi, như mình mà nghe, mình không biết nhiều thật sự luôn. Mọi người thông cảm mình đi, mình yếu trò này lắm thật sự. Ngọt. Cái ngọt nhiều lắm hả cay? Sao mình không biết ta? Ngọt nhiều lắm luôn á. Rồi bây giờ ngọt đếm hả? Nè. 10 9. À để chọn là ngọt bùi á. À ngọt bùi hả? Đó. À ừ. Cái đó chồng rồi nên đổi lại thôi. Vậy là ngọt bùi. Bùi à? Để mình nghĩ xem bùi là có gì nha. Mình đang nghĩ tới một cái từ đó chính là bùi viện các bạn à. Nhưng mà bùi viện nó là tên riêng không biết có đúng hay không. Ê bùi viện được không? Mình được chơi tên riêng không nha? Được, đây nó cũng là một cái đường được mà. Ok, thế thì là... bùi viện nhá. Viện à? Viện. Viện à? Chỉ có bệnh viện thôi chứ. À viện. 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 Thầy luôn kiểu quá. Mình nói thật mọi người luôn. Mình không biết chơi trò này luôn. Cai rượu đúng người mọi người. Rượu đúng một người rất yếu tiếng Việt cho mình luôn á. Không hiểu luôn á trời. Rất yếu quá. Tiếng Việt các bạn à. Đúng rồi. Mình có thể nói tiếng Thái mọi người. Sao quá đi thà không. Khắp 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 khắp. Đòi không. Mình rất là nhìn tiếng Thái mọi người. Ủa vậy là trận chất sim thắng vô không cai? À, trận trước là sim thắng em tới 2 trận luôn á. Cho à, như ghê vậy. Trời đất ơi, chị em nhau giờ. Trời ơi, thật là hai chị em sinh đôi, người giỏi tiếng Việt, người không giỏi tiếng Việt. Ok, đếm nha, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Trời ơi. Sao mình thấy cái game này, mình thấy cái game này nó dễ quá các bạn. Sao mình thấy cái game này nó nhàn mà nó dễ, theo kiểu mà nó dễ chơi. Ok, cuối cùng thì bây giờ mình cũng đã thắng 2 round rồi. Bây giờ chúng ta hãy qua đến round tiếp theo nào, let's go. Ok các bạn ơi, và bây giờ là chúng ta đã đến với gọi là Gale 3 rồi. Và Sammy vẫn đang ăn bánh chén và mình vẫn đang bắt cua các bạn à. Bây giờ Gale 3 này á mà mình hy vọng là Sammy có thể gọi là chơi bờ gồn hơn xíu nữa chứ nãy giờ mình thắng nhiều quá. Cái vụ tiêu diệt mình sẽ được lên cấp 1 mọi người. Mình đang ở bộ giáo mọi người. Mình bây giờ mình chơi thắng nhiều quá mình cũng tức các bạn. Mình cũng thấy gọi là nhàn quá. Bây giờ cho Sam ra từ trước nè. Này. Từ nào nó vừa nó dễ đúng không? Đúng rồi. Con chim. Con chim hả? Chim. Con chim. Chim bay. Chim bay hả? Chim bay các bạn à. Chim bay. Chim bay đấy. Bay lượn. Bay lượn. À đồ. Yeah. À không có từ. Mình có từ. Mình có từ. Lượn lờ. Lượn lờ. Lơ đơ. Yeah. Lờ. Lượn lờ mà. Lơ đơ. À lờ đờ. À lờ đờ. Lờ đờ nè. Lờ đờ hay là lờ đờ đúng không? Lờ đờ là kiểu này nè. À ok hiểu rồi. À biết rồi. Có nha các bạn, lờ đờ có nha. Đờ hả? Anh đù. Mình tưởng đâu là mình kiểu như là phản đem được bả, ai ngờ bả phản đem gắt hơn mình nữa. Lờ đờ. Lờ đờ. Làm sao mà có từ đờ được đúng không? Ừ, làm sao có từ đờ được? Có một từ đờ nè, một từ này, đờ heo nè. Cái quái gì vậy? Đờ heo. Lờ đờ đờ.
Thế rồi. Các bạn nào có biết gọi là cái từ gì nói với từ đờ không? Nếu mà bạn nào mà biết hãy để là bên dưới cho mình biết nha. Chứ bây giờ mình đang gọi là phải căng não để suy nghĩ nè. Lờ đờ. Thôi con mình cũng thắng được 1 ra mọi người. Đời. Rất tự hào về bản thân. Đờ gì ta. Hồi nãy chọc mình biết vậy mình kêu là kiểu bả đừng có chơi rồ hình như bà Sammy bả giấu nghề hay sao các bạn. Thôi mình chịu thua rau này. Cứ một điểm mọi người ơi, có một điểm ở nhà, sao có một điểm ở nhà, nhớ nha. Buồn quá. Ok, và tỷ số bây giờ của chúng ta đang là 2-1. Nhưng không sao, mình vẫn đang hơn điểm mà, trời. Ok, mình chấp các bạn, cho Sammy ra từ trước đi. Tại vì mình nghĩ là... Ủa, thằng ta vẫn chấp thẳng mà ta. Chấp luôn, tại vì mình... Mình nghĩ là Sammy chỉ là ăn hên thôi các bạn ạ. Chứ làm sao vốn từ vựng thì giỏi lên thế. Từ đầu tiên. Bánh chán hả? Chán miệng. Trắng miệng. À, miệng rộng. Miệng rộng. Rộng dài. Gì rộng dài? Gì cái gì đó? Rộng dài. Trời ơi là trời. Ok, thế thì rộng rãi. Rộng rãi hả? Ờ. Rãi hoa. Thông minh. Đó mà nó rộng. Hoa hồng. Hoa hồng. Hồng tươi. Hồng tươi hả? Giỏi mấy từ này dễ các bạn ơi. Tươi sáng. Từ này viết nè. Sáng lóa. Lóa. À đục. Lóa gì á? Trời ơi, lóa gì, lóa gì đê. Sáng lóa. L-O-A hả? L-O-A, sắc. Đó. Sáng lóa. Lóa. Chết rồi. Sáng lóa, lóa. Lóa sáng hả? Lóa sáng là cái gì không con nha? Sáng lóa. Đồ, tự nhiên bây giờ Sammy tăng đam lên kinh quá các bạn, mình trở tay không kịp. Sáng lóa, lóa chói. Không nha, lóa chói là cái gì? Không. Sáng lóa. Trời, có bạn nào nghĩ ra được từ nào với từ lóa không vậy? Chứ mình là mình chịu luôn á. Thua rồi á. Buồn quá các bạn ơi. Ok, thôi bây giờ khỏi đếm luôn, bây giờ em chấp nhận thua luôn. Chứ bây giờ từ lóa là không có từ nào luôn á. Hai điểm. Tỷ số bây giờ là 2-2 các bạn. Chúng ta hãy đến với round cuối cùng thôi nào. Next go. Ok các bạn ơi, vì đây chính là dáng cuối ấy, cho nên là bây giờ mình sẽ phải gọi là tập trung IQ hết mức luôn có thể luôn. Mình cũng vậy. mình tập trung để ăn. Đúng là sai lầm của gọi là mình, đó chính là những ván đầu mình quá khinh thường Sammy các bạn ạ. À, bây giờ Sammy gọi là lộ nghề, giờ mình mới mà cái kết kìa không. Sammy lộ nghề rồi, bây giờ mình mới ok bây giờ hồi nãy là Sammy thắng rồi nên là bây giờ em ra từ đầu tiên nhá. Mình sẽ gọi là ra cái gì đó nó dễ dễ đi coi. Cái quả táo trời. Táo hả? Yeah. Đừng nói quả táo không biết gì chị Hà ơi. Táo hả? Yeah. Ủa tại sao lại cũng là táo sao? Táo nhỏ. Ok, táo nhỏ. Nhỏ. Nhỏ, nhỏ xíu. Biết mà thề luôn á. Xíu. Ê, danh từ là xíu nữa. Đợi xíu nữa. Chơi danh từ, nghe... tính từ hay là động từ gì cũng chơi hết. Xíu nữa được không? Ờ, à, xíu nữa cũng được. Xíu nữa, đó, được mà. Nữa. Nữa. Ít đồ, hình như mình đang tự bóp mình đó các bạn ơi. Hình như mình đang tự bóp mình rồi. Mình ok xong rồi bây giờ mình nữa, mình không biết nữa gì. Nửa gì ta, nửa vời cũng không đúng, tại vì nửa vời là nửa hỏi các bạn, còn đây là nửa ngã. Nửa đây. Đây rồi. Dạ. Nghe không được.
đây. Đây nè. Đây nè. Nè. Anh đù từ nè mới chết nè các bạn ơi. Mình... từ nè mới chết nè. Từ nè mới chết nè. Trời ơi mọi người ơi. Thường là cái từ nè các bạn là người ta sẽ dùng cho câu cuối. Kiểu cuối là... đúng rồi. Đấy, kiểu vậy như nè, là vậy nè. Yêu nè đó. Quý lộn nè. Ờ đó. Không lẽ mình thua Sammy sao? Dán trước là mình đã thua gọi là Simmy rồi, bây giờ còn thua Sammy nữa, thật là nhục mặt quá đi các bạn ơi. Trời ơi. Ok các bạn ơi, và trong cái gọi là trận đấu ngày hôm nay với Sammy thì sai lầm lớn nhất của chúng ta là đừng bao giờ khinh thường đối thủ các bạn à. Một hai trận đầu mình đã quá khinh thường Sammy, và thế là những trận tiếp theo gọi là Sammy vả cho mình gọi là không chịu phát lao luôn. Thiệt tình khổ dễ sợ luôn á. Ok, và con mình nghĩ là có lẽ là video của chúng ta tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu mà bạn nào mà yêu thích video này thì đừng quên để lại cho mình channel của mình một nút like, share và một nút subscribe nha. Và nếu mà bạn nào mà muốn trong tập tiếp theo mình sẽ gọi là thi nói chữ với ai thì các bạn đừng quên bình luận tên của người đó bên dưới. Còn bây giờ thì bye bye.